một nhóm người đang phải chiến đấu với một con cự long hắc ám tô trả bá lửa họ đang bị sức mạnh của nó đàn áp kịch liệt đến thở thôi cũng khó ngay lúc này họ cần một cứu tinh đến đây cứu tinh đó có thể là nam chính mà đầu tiên giới thiệu nam chính của chúng ta là lạc trần vốn là một tiên tôn của tiên giới chỉ vì thái hoàng kinh mà anh bị nữ đồ đệ mưu hại sau khi chết anh được chuyển sinh về quá khứ năm 20 tuổi ở tập trước lạc trần đã lấy được kim cang lưu ly thể một bộ công pháp hoàn mỹ rồi chuyển cảnh chuyện đến một nhóm người chơi đang chiến đấu vì đang bị con rồng áp đảo mà một đồng đội trong nhóm đã bị nó thiêu dụi, làm cho tình huống cực kỳ căng thẳng. Đúng lúc này thì một cô gái trong nhóm tên là Mavit đã nhìn thấy một bóng người trên đầu con cự long. Anh chàng kỹ sĩ bên cạnh tên là Kalak còn tưởng là cô gái này nhìn nhầm, ai ngờ đúng thật có một bóng người trên đầu con cự long, và đó chính là Lạc Trần, nam chính của chúng ta. Cậu ấy sau khi hấp thụ công pháp Kim Cang Lưu Ly thể thì như không gian bắt đầu sụp đổ, dựa theo quy tắc của tiên giới, giữa các bí cảnh đều tương thông với nhau. Vậy Lạc Trần lúc này chắc là ở trong một bí cảnh khác tương thông với bí cảnh cũ chúng ta có thể hiểu là các tầng trong một trò chơi lạc trần đã phá đảo tầng cũ và leo thẳng lên tầng mới lúc này con rồng cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của lạc trần nó lại hội tụ một quả cầu nham thạch phun thẳng về lạc trần nhóm người chơi ngoại quốc ở dưới cứ tưởng là lạc trần hẹo rồi ai ngờ cậu ta còn nguyên vẹn ngay cả quần áo lạc trần tức điên vì bị con rồng này phun nước bọt vào người cậu ta đấm một cái thụt cả mỏ của con cự long làm cho nó bay ra xa khỏi chỗ mình đang đứng nhóm người chơi kia rất bất ngờ lạc trần là siêu nhân sao ở bên trên lạc trần tiếp tục lao đến đá cho con rồng một cái khiến nó khóc oe oe gọi mẹ mấy người ở dưới nhìn mà tưởng thượng đế giáng lâm xuống cứu mình cô gái tên ma vít kia nhảy xuống nói rằng lạc trần sẽ không thể đánh bại nổi con cự long mấy người còn lại nhanh chóng lấy vẩy rồng là có thể vượt qua ải này nhưng lúc cô gái vừa nói xong thì con rồng đã ngã xuống cái đầu nó bay ra khỏi cổ nhóm người kia thực sự không thể tin được cơ thể của rồng vô cùng cứng chắc và mạnh mẽ ai ngờ lại có một người phương đông đánh bại được nó lạc trần nhìn xác con vật kia không ngờ trò chơi khủng bố này có thể nô dịch nó dùng nó làm bí cảnh thí luyện. Lịch sử của nó có thể bắt nguồn ít nhất hàng vạn năm trước. Cô phù thủy tên là Olivia trong nhóm lấy một chiếc vẩy rồng, đó là điều kiện để bọn họ có thể qua ải. Anh kỵ sĩ Calat và Mavic cùng Fier cũng nhanh chân rời khỏi đây, mà không quên cảm ơn Lạc Trần. Cô gái Olivia kia thì nhìn kỹ dáng người, khuôn mặt của Lạc Trần, chỉ mong khi ra ngoài có thể gặp được cậu ấy. Lại trở về với thế giới bình thường, Lạc Trần đang cùng mẹ đến dự đám tang của Thẩm Tuấn Phong, hai người đến cái xác của Thẩm Tuấn Phong đang nằm trong hòm. Thẩm Nguyệt Lan sẽ vào đặt vòng hoa, còn lạc trần thì không thèm quan tâm mà đi ra ngoài ngắm thành phố đang chìm trong mưa gió. đúng lúc này thì đại lão gia của thẩm gia có thể nói là ông ngoại lạc trần đã ra gặp mặt, nói chuyện với lạc trần. cuộc nói chuyện diễn ra không hề tốt đẹp vì ngay từ đầu hai người đã ghen ghét nhau và lạc trần thì căm thù cái gia tộc thẩm gia như mấy con kiến hôi. đại lão gia của thẩm gia thì cay cú đến tụt điểm. ông ta nhanh chân rời đi rồi ra lệnh cho tên thuộc hạ ra lệnh cho một người có nick nêm là lão đạo đến thông châu giết bố của lạc trần ngay trong ngày hôm nay. cảnh chuyện chuyển đến thông châu nơi mà bố lạc trần. Lạc Tôn đang ở, ông ấy dạo này đang phải trông non thi vương trong hình hài của một cô bé. Lạc Tôn không biết Lạc Trần lấy cô bé lạ lẫm này ở đâu, mỗi lần ông ấy hỏi Lạc Trần thì cậu ta chỉ trả lời qua loa, Lạc Tôn cực kỳ khó hiểu. Lúc này thì thời gian cũng đã chuyển về đêm muộn, nhóm người của Thẩm gia phải đến cũng đang mò vào nhà Lạc Tôn, dẫn đầu đám này là người mà lúc nãy nói, lão đặng, ông ta cùng nhóm côn đầu vừa tiến vào cổng thì chạm trán với thi vương, lúc đầu ông ta cứ nghĩ đây chỉ là một đứa bé rong chơi, rồi thấy thi vương không hề trả lời mình mà cứ đứng yên một chỗ, thế là ông ta tức điên tát thi vương một cái, Lạc Trần lúc này cũng đã qua camera phát hiện có người vào nhà bố mình. Rồi cậu lần này phá lệ cho Thi Vương, đem tất cả lũ người này thành bữa tối ngon ngọt hôm nay. Thi Vương nghe được giọng nói của Lạc Trần cho mình phá lệ, lúc này mới biến thành hình dạng thật. Cắn cho tên lão đặng kia một cái, lũ người côn đồ đằng sau thấy quái vật thì chạy vội, nhưng cũng không ai thoát được, chỉ để lại qua màn hình camera của Lạc Trần toàn máu là máu. Lúc này thì Trương Địa Sư cũng đã đến và báo cáo tình hình cho Lạc Trần, một kế hoạch lịch sử để vây gọn thẩm gia, một âm mưu lớn đã chuẩn bị xong. Phía bên thẩm gia, Thẩm Ngọc Thành thông báo cho đại lão gia cứ gọi ông này là cụ Thẩm. Là lạc vô cực của bản Thiên Long và vị phú hào thần bí đứng sau Trương đại sư đã đồng ý đến bữa mừng thọ 70 tuổi của ông ta. Lũ người Thẩm gia này vẫn chưa biết Lạc Vô Cực chính là Lạc Trần, và vị hào phú thần bí đứng sau Trương đại sư cũng là một nhân vật họ không thể tưởng được. Chương chuyện lại chuyển về với nhân vật chính, Lạc Trần đang ở nhà thì bất ngờ Lý Gia Di đến chơi, cô ta đến đây là muốn khuyên Lạc Trần cùng mẹ mình rời khỏi kinh kỳ, nhưng làm sao mà Lạc Trần có thể rời đi được khi cậu ta còn chưa trả thù được cho mẹ mình, Lý Gia Di biết là không thuyết phục được Lạc Trần chỉ còn cách nhắc cậu ta cẩn thận, nhưng Lạc Trần lại hẹn Lý Gia Di vào ngày mừng thọ 70 tuổi của cụ Thẩm, sẽ cho cô ta biết ai mới là ông trùng của cái kinh kỳ này. Và cứ thế ngày mừng thọ của cụ Thẩm đã đến, tại biệt thự Tranh Sơn trên đỉnh núi của Thẩm gia, hội anh em giàu sang nhà Thẩm gia cũng đã đến mừng thọ cho cụ Thẩm, bao gồm cả những người con trai của cụ Thẩm đều đã đến đây, trong những người con tất nhiên phải có Thẩm Nguyệt Lan, bà ấy vừa đến đây thì đã bị vợ của cậu hai cười chê rằng không dám đem người con trai mới gặp lại của mình là Lạc Trần đến đây dự lễ mừng thọ của ông ngoại, nhưng hôm nay Thẩm Nguyệt Lan đã quyết định không mang Lạc Trần tới nơi thị phi này. Lễ mừng thọ cũng đã bắt đầu trong sự hào nháng, tiếng cười nói pha với dầu sang tuyệt đỉnh, Thẩm Nguyệt Lan đã đem quà lại tặng cho bố mình, nhưng cụ Thẩm đã không nhận còn buông lời khinh bỉ con gái mình. Thẩm Ngọc Thành đứng một bên nói rằng Lạc Trần đã sỉ nhục cụ Thẩm. Sau đó hắn còn chê người con trai của Thẩm Nguyệt Lan là Lạc Trần chỉ là cái loại tiểu tạp chủng phế vật nuôi dạy thành. Thẩm Nguyệt Lan nghe đến đây thì tức điên, chỉ muốn xé đôi miệng của Thẩm Ngọc Thành ra, Mọi chuyện càng lúc càng căng, cụ Thẩm đã chửi thẳng vào mặt con gái mình rồi cho bà ấy hai sự lựa chọn, một là cắt đứt mối quan hệ với Lạc Trần để cho cậu ta rời khỏi kinh kỳ, hai là Thẩm Nguyệt Lan sẽ phải rời khỏi đây và không còn quan hệ gì với Thẩm gia nữa. Tất nhiên là Thẩm Nguyệt Lan sẽ chọn Lạc Trần, người con trai yêu quý của mình, và thế là cụ Thẩm nổi điên, đang muốn đuổi thẳng mặt Thẩm Nguyệt Lan đi thì Lạc Trần xuất hiện. Cậu ta khẳng khái sẽ đòi lại tất cả những tủi nhục mà mẹ mình phải chịu trong suốt thời gian qua. Tất cả anh em nhà họ Thẩm ra sau khi nghe Lạc Trần nói thì cứ tưởng cậu ta bị ngốc một tên cho con oai tơ đứng ra để xử lý lạc trần vừa chạy đến định gạt thẩm nguyệt lan sang một bên thì đã bị lạc trần đấm cho bay ra ngoài lúc này cô thẩm mới nhận ra lạc trần là một tông sư thẩm nguyệt lan nhìn sức mạnh của con trai mình lúc này trong đầu mới nhớ lại dường như hồn phách của bà ấy đã bắt đầu được hồi phục trí nhớ khi ở cùng lạc trần trước đây xuất hiện từ đây thẩm nguyệt lan mới nhớ ra sức mạnh thật sự của lạc trần lạc trần cũng rất bất ngờ cậu ta đã dùng một khoảng thời gian luôn ở bên cạnh mẹ ôn dưỡng linh hồn bị tổn hại vốn tưởng rằng cần một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục trí nhớ cho mẹ không ngờ dưới sự kích thích mãnh liệt, vậy mà khỏi sớm hơn. Thẩm Nguyệt Lan lúc này biết được thân phận, sức mạnh thực sự của con trai mình, thì vô cùng tự tin, bà ấy bây giờ muốn xem ai mới là người làm chủ mọi thứ. Lũ người thẩm gia kia sau khi biết lạc trần lạc tông sư thì cũng bắt đầu dài chừng, không còn khoác lắc khinh bỉ như lúc nãy nữa. Lúc này cụ thẩm cũng đã phải nhìn nhận lại lạc trần, đang muốn nói những lời ngon ngọt, thì bất ngờ lạc tôn xuất hiện, cậy bộ mặt thật của cụ thẩm. Thẩm Nguyệt Lan thấy lạc tôn thì vô cùng xúc động, gia đình lạc trần bây giờ cũng mới được đoàn tụ, Cụ thẩm nhìn thấy lạc tôn, không hiểu sao ông ta vẫn còn sống. Thẩm Nguyệt Lan nghe đến đây thì lại càng được phen tức giận. Không ngờ cụ thẩm lại phái người đi giết lạc tôn. Cụ thẩm lúc này cũng không còn giấu được bộ mặt thật của mình nữa, tự tin phơi bày nó ra. Ông ta vẫn chưa sợ vì mình còn con bài ẩn. Hôm nay cụ thẩm đã mời người đứng đầu bảng Thiên Long đến đây và kết giao với người đó. Nếu lạc Trần dám động vào thẩm ra thì sẽ không xong. Cụ thẩm đang khoác lác thì bất ngờ bị cắt lời bởi Lê Cử và con gái của mình. Thế là cụ thẩm phải tém tém lại ngoan ngọt mời chào Lê Cử vào. Lê Cử với vẻ mặt khinh thường nhìn cụ thẩm. Ông ta đến đây hôm nay không phải để mừng thọ nhà Thẩm ra, mà đến theo lời mời của người đứng đầu bảng Thiên Long. Lúc này Lê Cửu mới chạy lại chào hỏi Lạc Trần. Cụ Thẩm nhìn thế thì vô cùng bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này thì Lê Cửu mới nói ra sự thật, người mà lúc nãy họ khinh bỉ, chê cười, bây giờ mới được Lê Cửu giới thiệu, người đứng đầu bảng Thiên Long, Lạc Vô Cực. Tất cả mọi người ở đây sau khi nghe xong thì không thể tin nổi, đến cả Thẩm Nguyệt Lang cùng Lạc Tôn cũng không hiểu con trai mình đã làm cái gì. Cụ Thẩm lúc này như cả bầu trời sụp đổ ông ta tính dùng lễ mừng thọ 70 tuổi của mình để nâng cấp gia tộc trở thành thế gia của võ vững chãi muôn đời ai ngờ lại đụng chạm với lạc trần người đứng đầu bảng thiên long biến cậu ta thành kẻ thù thẩm ngọc thành một bên cũng vô cùng lo lắng nếu đã chốt thì lần này hắn ta sẽ chơi từ bến thẩm ngọc thành gọi ra trương địa sư nói rằng hãy mời vị hào phú thần bí đứng sau công ty của ông ta đến đây bảo vệ cho gia tộc của mình lúc này trương địa sư chỉ cười thần bí thông báo với lũ người thẩm gia vị chủ tịch thực sự của mình đó chính là là ai thì mọi người nhớ đón xem tập sau nhé Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.